Xin mời các em đến với dạng bài tập Writing. Ở dạng bài tập này sẽ gồm có 5 câu, trong đó có những câu viết lại câu sao cho nghĩa không đổi, nhưng cũng có những câu viết lại câu bằng cách kết hợp hai câu đơn thành một câu ghép. Các em thân mến, theo tinh thần của kỳ thi Trung học quốc gia 2017 thì là thi trắc nghiệm 100%, nên dạng bài tập này đã được chuyển thành dạng bài tập trắc nghiệm. Do đó, thay vì phải viết lại câu thì các em phải chọn một trong 4 đáp án A, B, C hoặc D sao cho phù hợp nhất về mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp với câu ban đầu. Như cô đã chia sẻ ở khóa 1 thì cách làm dạng bài tập này là các em phải đọc câu ban đầu trước, nhận định xem người ta muốn kiểm tra các em về mặt ngữ pháp hay ngữ nghĩa gì. Sau đó các em hãy lần lượt dịch từng đáp án A, sau đó đến đáp án B, đáp án C rồi đáp án D. Tuy nhiên các em cũng không cần nhất thiết phải dịch hết cả 4 đáp án. Kinh nghiệm của cô là chỉ cần xem xét đến lúc bạn tìm thấy đáp án đúng mà thôi. Các em thân mến, dạng bài tập writing này thường là những câu rất đơn giản và không có nhiều từ mới. Ngữ pháp cũng chủ yếu là những ngữ pháp cơ bản. Do đó, cả khóa 2 này, cô chủ yếu chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng làm bài cho các em. Nên các em hãy lưu ý mỗi slide giải thích của cô nhé. Để ý xem cách cô xử lý từng câu như thế nào. Bây giờ, xin mời các em hãy làm bài tập, rồi sau đó nghe phần giải thích của cô nhé. Xin mời các em hãy đến với bài tập số 4, câu số 1. The student was very bright. He could solve all math problems. Câu số 1 dịch là học sinh đó rất là giỏi, nó có thể giải được mọi bài toán. Ý A, he was such a bright student that he could solve all math problems. Ý B, the student was very bright that he could solve all math problems. Ý C, he was so bright a student that he could solve all math problems. Và ý D, such bright was a student that he could solve all math problems. Vậy các em để ý thì sẽ thấy 4 đáp án A, B, C, D đều có vế sau that là giống nhau. Vậy các em hãy nghiên cứu vế đằng trước của that nhé. Ở ý A nó là he was such bright student. Ý B là the student was very bright. Ý C là he was so bright a student. Vậy D là such bright was a student. Vậy câu này muốn kiểm tra các em về kiến thức của so that, such that. Các em còn nhớ công thức đó không? Nhớ không chúng ta cùng ôn lại nhé. Ta có công thức chủ ngữ cộng với động từ, cộng với sâu, cộng với tính từ hoặc trạng từ, cộng that, cộng với một mệnh đề. Các em có biết khi nào người ta dùng tính từ, khi nào người ta dùng trạng từ không? Nếu động từ của em là động từ to be hoặc một số động từ chi giác thì đằng sau nó sẽ cộng với một tính từ. Còn nếu không nó sẽ dùng động từ đi với trạng, động từ thường thì sẽ đi với trạng từ. Ví dụ, cô có câu như sau. She is so beautiful that many boys run after her. Cơ dịch là cô ấy xinh đến nỗi mà rất nhiều chàng trai theo đuổi cô ấy. Vậy ta sẽ có công thức sâu tính từ trạng từ that sẽ bằng công thức chủ ngữ cộng với động từ, cộng với sâu cộng với tính từ, cộng với a ân cộng với danh từ, cộng với that cộng với mệnh đề. Vậy thì câu She is so beautiful that many boys run after her có thể đổi thành như sau. She is so beautiful a girl that many boys run after her. Ngoài ra, nó còn bằng đảo ngữ của sâu that như sau. Sâu cộng với tính từ, cộng với động từ, cộng với chủ ngữ, cộng that. Do đó, câu đấy sẽ đổi thành như sau. So beautiful is she that many boys run after her. Nó sẽ bằng công thức của sắc that như sau. Chủ ngữ cộng với động từ, cộng với sắc, cộng với ơ ân, cộng với tính từ, cộng với danh từ, cộng với that, cộng với một mệnh đề. Tuy nhiên, không phải lúc nào người ta cũng dùng ơ ân. Nếu danh từ là danh từ số nhiều, hoặc danh từ không đếm được, thì người ta sẽ không dùng ơ ân. Vậy câu trên sẽ biến đổi như sau. She is such a beautiful girl that many boys run after her. Và nó sẽ đảo thành đảo ngữ của sắc that như sau. Sắc cộng với động từ, cộng với cụm danh từ, cộng với that, cộng với một mệnh đề. Vậy cô ấy sẽ đảo ngữ là such is her beauty that many boys run after her. Hoặc nó sẽ đảo ngữ bằng cụm danh từ, cộng động từ, cộng sắc, cộng that, cộng mệnh đề. Vậy cô ấy sẽ đảo ngữ là her beautiful is such that many boys run after her. Vậy chúng ta hãy áp những công thức đó vào câu thì chúng ta sẽ nhìn thấy ý A, such bright student, thiếu mất ơ, lên ý A không đúng. Ý B, the student was very bright that thiếu mất sâu, lên ý B cũng không đúng. Ý C, he was so bright a student that, ý C đúng, do đó đáp án của câu số 1 sẽ là ý C. Câu số 2, I spent a long time getting over the disappointment of losing the match. Câu số 2, ta có cụm từ get over bằng recover from, nghĩa là bình phục, hồi phục. Vậy câu số 2 sẽ dịch là nó mất của tôi một khoảng thời gian dài để có thể vượt qua được cái sự thất vọng vì đã thua cuộc. Vậy để làm được câu số 2, xin mời các em hãy dịch nghĩa của từng câu. Ý A,
It took me long to stop disappointing you. Có ý nghĩa là nó mất của tôi rất là lâu để mà không còn làm cho bạn thất vọng nữa. Nên ý A không đúng theo nghĩa của câu 2. Ý B, getting over the disappointment took me a long time than the match. Có ý nghĩa là vượt qua được cái sự thất vọng mất của tôi nhiều thời gian hơn là trận đấu. Ý B không phù hợp về nghĩa. Ý C, losing the match disappointed me too much. Nghĩa là thua trận làm cho tôi thất vọng quá nhiều. Ý C có vẻ đúng, nhưng nó vẫn chưa lột tả được hết cái cụm từ a long time. Nên chúng ta cứ để ý C đó, chúng ta xét ý D nhé. It took me long to forget the disappointment of losing the match. Có ý nghĩa là ta có cấu trúc của spend time doing something bằng take some time to do something. Nghĩa là mất của ai đó bao nhiêu thời gian để làm gì. Vậy thì câu D sẽ dịch nó mất của tôi rất lâu để quên đi cái cảm giác thất vọng khi thua trận đấu. Do đó câu số 2 đáp án là ý D. Câu số 3, if I were you, I would go to the doctor, David said to Gloria. Câu số 3 khi có cụm từ bằng if I were you, nếu tớ mà là bạn, thì câu đấy sẽ mang tính sắc thái của một lời khuyên. Do đó ta dùng cấu trúc của advice. Khi em nhìn vào đáp án, em sẽ thấy có hai đáp án advice. Vậy chúng ta sẽ chỉ xét đáp án ý A và ý C thôi nhé. Ý A là advise somebody to do something. Và advise somebody not to do something, nghĩa là khuyên ai đó không làm gì. Vậy ý A sẽ dịch là David khuyên Gloria không đến bác sĩ. Nhưng theo ngữ cảnh của câu số 3 thì câu 3 là nếu tớ mà là bạn thì tớ sẽ đi bác sĩ. Nên câu số 3 ý A không đúng. Ý C, David advise Gloria to go to the doctor. Ý C dịch là David khuyên Gloria đi để gặp bác sĩ. Do đó câu số 3 đáp án phải là ý C. Câu số 4, the old man is working in the factory. I borrowed his bicycle yesterday. Các em thân mến, khi các em nhìn qua 4 đáp án, các em sẽ thấy ý A có từ whom, ý B cũng có từ whom, ý C thì có từ whose và ý D có từ which. Từ đó các em sẽ đoán ngay ra câu này người ta muốn kiểm tra các em về kiến thức về đại từ quan hệ. Vậy các em hãy thử nghĩ xem, nếu như câu này phải viết lại câu, em sẽ viết lại câu như thế nào nhỉ? Em sẽ gạch chân từ the old man của vế 1, từ his bicycle của vế 2. Và em nhận ra là the old man là người đàn ông, his bicycle là xe của ông ấy. Người đàn ông và xe của ông ấy là mối liên hệ sở hữu. Mà sở hữu thì em phải dùng đại từ quan hệ là whose. Do đó câu số 4 các em sẽ dễ dàng chọn đáp án là ý C. Câu số 5, the girl forgot to set the alarm clock, therefore she in hurry now. Câu số 5 dịch là cô gái quên đặt báo thức, vì vậy mà bây giờ cô đang rất phải là vội. Vậy thì câu số 5 kèm hãy dịch nghĩa của câu nhé. The girl isn't in hurry, in a hurry now, although she forgot to set the alarm clock. Câu dịch là cô gái bây giờ không phải vội, mặc dù cô ta quên đặt báo thức. Câu số 5 không hợp, ý A không hợp với nghĩa của câu, nên ý A loại. Ý B, the girl isn't in hurry now, inspired forgetting to set the alarm clock. Câu dịch là cô gái không vội, mặc dù quên đặt báo thức. Vậy thực ra câu số A với câu B là giống nhau, người ta chỉ biến đổi ôn dâu thành inspired. Ôn dâu thì cộng với một mệnh đề, mà inspired cộng với một verb ing. Do đó cả ý A và ý B đều không hợp. Ý C, the girl forgot to set the alarm clock because she's in hurry now. Câu giấy dịch là cô gái quên đặt báo thức bởi vì cô ấy bây giờ rất là bận, không phải với nghĩa của câu số 5. Câu ý D, the girl in hurry now because she forgot to set the alarm clock. Câu dịch là cô gái bây giờ phải rất là vội bởi vì cô ta quên đặt báo thức. Do đó, câu số 5 đáp án là ý D. Xin mời các em đến với dạng bài tập Gaffening. Ở dạng bài tập này gồm có 5 chỗ trống và nhiệm vụ của em là phải chọn một trong 4 đáp án A, B, C hoặc D để điền vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Như cô đã nói ở khóa 1 thì cách làm dạng bài tập này là các em hãy làm từ đầu đến cuối, nhưng không nhất thiết phải dịch cả đoạn văn mà các em nên nhìn vào mỗi chỗ trống trước, xem xét xem có thể liên quan đến phạm trù ngữ pháp nào không. Nếu không các em hãy dịch một câu có chứa chỗ trống đó để chọn đáp án đúng. Theo kinh nghiệm của cô thì dạng bài tập này chủ yếu nhằm kiểm tra khả năng hiểu và vận dụng ngữ pháp cũng như từ vựng ở ngữ cảnh cụ thể mà thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử sức nhé. Xin mời các em hãy đến với bài tập số 5. Ở câu số 1, các em hãy chú ý bằng cụm từ in football. In football nghĩa là trong môn bóng đá.
Two daughters of 11 players tried to kick or head the ball into the goal of our team. Câu dịch là trong môn bóng đá, hai cái gì đó của 11 cầu thủ cố gắng đá hoặc là đánh đầu quả bóng vào trong goal của đối phương. Câu số 1 ý A ta có từ champion nghĩa là vô địch, ý B teams nghĩa là đội, ý C group nghĩa là nhóm và ý D player nghĩa là cầu thủ. Vậy trong môn bóng đá, hai mà gồm có 11 cầu thủ, vậy thì sẽ là hai đội mà mỗi đội gồm có 11 cầu thủ. Do đó câu số 1 đáp án sẽ phải là ý B. Câu số 2, các em chỉ cần căn cứ bằng từ the goalkeeper. The goalkeeper nghĩa là thủ môn, là danh từ chỉ người. Nếu là danh từ chỉ người, em sẽ không dùng đại từ quan hệ là which. Do đó câu số 2 em sẽ loại ý D đi. Vì có dấu phẩy mà người ta nói là sau dấu phẩy thì không được dùng that. Do đó chúng ta sẽ loại ý A đi. Vậy chúng ta sẽ chỉ còn ý B và ý C. Ý B và ý C khác gì nhau? Ý B và ý C đều dùng để thay thế cho danh từ chỉ người. Tuy nhiên who đóng vai trò làm cả chủ ngữ lẫn tân ngữ của câu, còn whom chỉ đóng vai trò làm tân ngữ của câu thôi. Vậy câu số 2 các em hãy căn cứ bằng từ tries. Try của cô là động từ, tức là phía trước của động từ sẽ cần một chủ ngữ. Do đó câu số 2 đáp án sẽ là ý B. Câu số 3, the other player must use their feet, head and bodies to dodge the ball. Câu dịch là những cầu thủ khác phải sử dụng chân, đầu hoặc là cơ thể để làm gì quả bóng. Ý A ta có từ hit, từ đấy nghĩa là đá. Ý B từ control nghĩa là điều khiển, kiểm soát. Ý C drive nghĩa là lái. Và ý D từ watch nghĩa là xem. Vậy thì ngoài thủ môn được chạm bóng bằng hai tay thì những cầu thủ khác phải sử dụng chân, đầu hoặc là cơ thể để kiểm soát bóng. Do đó câu số 3 đáp án sẽ là ý B. Câu số 4, để làm được câu số 4 xin mời các em hãy dịch nghĩa của câu. Every 4 years football team around the world do for the World Cup. Câu dịch là cứ 4 năm một lần các đội bóng ở trên toàn thế giới sẽ cùng thi đấu trong một giải World Cup. Vậy ta sẽ có từ thi đấu, đó là ý A từ compete. Có nhiều bạn thắc mắc tại sao không chọn fight hay battle. Ý từ fight nghĩa là đánh nhau, còn ý D từ battle nghĩa là chiến đấu ở trên chiến trường. Do đó câu số 4 chỉ có thể là ý A. Câu số 5, các em chỉ cần căn cứ bằng từ the world, em sẽ ghép được cụm từ all over the world bằng in the world nghĩa là trên toàn thế giới. Do đó câu số 5 đáp án sẽ là ý B.